Số tiếp theo trong series hướng dẫn điều chỉnh độ cao thấp của đèn pha, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để hướng dẫn điều chỉnh độ cao thấp đèn pha của dòng Honda SH1. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho đời từ năm 2020 đến đời năm 2023, hay còn gọi là đời được trang bị bóng đèn LED. Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết thì tất cả những dòng xe tay ga hay là dòng xe số của Honda sản xuất từ năm 2020 trở đi thì là Honda Việt Nam người ta đã bỏ công tắc tắt đèn. Tức là khi các bạn mở khóa hoặc là nổ máy thì đèn nó sẽ tự động sáng và chúng ta không thể tắt được. Chúng ta chỉ chuyển pha cốt được thôi các bạn ạ. Đây, mình có thể ví dụ cho các bạn xem cái chiếc Wayblade đây. Từ Wayblade hay là Alpha hay là Winner thì tất cả những cái dòng xe đấy thì từ năm 2020 các bạn có thể để ý là Honda Việt Nam người ta đã bỏ công tắc tắt đèn rồi các bạn ạ. Đây các bạn chỉ thấy là chỉ có công tắc chuyển chiếu xa, chiếu gần, đấy là công tắc pha cốt. Hay đây như những cái chiếc Honda Vision mới nhất đây các bạn, đây các bạn có thể để ý này, không có công tắc tắt đèn nhé. Đây là công tắc của công nghệ dừng xe tắt máy đây, công tắc chữ A này các bạn này. Đấy, từ Vision này đến SH này. Đây, ở đây mình có một chiếc Honda Lead phiên bản 2023 thì các bạn có thể để ý là sẽ không có công tắc tắt đèn. Và những cái chiếc xe tùy vào từng loại xe thì khi các bạn mở khóa đèn nó sẽ sáng luôn như thế này, hoặc là có những xe phải nổ máy thì đèn mới sáng, nhưng mà nó sẽ có điểm chung là chúng ta sẽ không tắt được đèn và đèn nó sẽ sáng tự động như này, chúng ta chỉ chuyển chiếu xa và chiếu gần được thôi các bạn ạ. Cái lý do mà Honda Việt Nam người ta bỏ công tắc tắt đèn, tức là để đèn sáng tự động cả ban ngày lẫn ban đêm này, thì mình đã làm video rồi, và cũng như là làm cả video chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể lắp thêm bộ ngắt đèn hoặc là công tắc tắt đèn, thì mình sẽ để đường link ở góc màn hình nhé cho bạn nào quan tâm nhé. Vì cái lý do mà đèn nó sáng suốt cả ban ngày lẫn ban đêm như này ấy, thì mình sẽ làm một cái series hướng dẫn các bạn điều chỉnh cái độ chiếu xa, tức là độ chiếu cao, độ cao thấp của cái pha đèn ấy, chiếu xa chiếu gần của cái đèn pha này, để cho bạn nào điều chỉnh tùy thuộc vào cái môi trường các bạn sử dụng hay là cái địa hình các bạn sử dụng. Ví dụ như các bạn không thích cái đèn này nó chiếu cao quá, nó chiếu vào mắt người đối diện tham gia giao thông, hoặc là các bạn thấy cái đèn này, nhà sản xuất người ta chiếu thấp quá các bạn không nhìn được, thì các bạn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được. Thì ở trong cái series hướng dẫn điều chỉnh từng dòng xe này thì mình sẽ làm từng đời xe, từng dòng xe một để cho những bạn nào mà không muốn ra tiệm hoặc là các bạn muốn tự điều chỉnh ở nhà nhé. Ok, cùng mình bắt đầu video thôi. Số tiếp theo trong series hướng dẫn điều chỉnh độ cao thấp của đèn pha, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để hướng dẫn điều chỉnh độ cao thấp đèn pha của dòng Honda SH1. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho đời từ năm 2020 đến đời năm 2023, hay còn gọi là đời được trang bị bóng đèn LED. Đầu tiên, các bạn cần dựng xe ở nơi có mặt phẳng và dựng xe bằng chân chống đứng như này nhé, bằng chân chống chính. Dụng cụ thì các bạn hoàn toàn có thể lấy cái đồ theo xe của nó. Khi mà chúng ta mua xe sẽ có cái túi đồ phụ theo xe này, thì các bạn sẽ lấy cái tô vít ở trong này nhé. Đây để mình đổ ra cho các bạn xem. Trong túi đồ nghề thì nó sẽ có cái cà lê này, cái tháo buji này và một cái tô vít vào cái chuôi này. Thì chúng ta sẽ dùng cái tô vít bốn chấu nhé, cái đầu bốn cạnh này các bạn này. Đấy, chúng ta sẽ cắm vào cái chuôi này để các bạn có thể xoáy được, các bạn thấy chưa? Tiếp theo thì các bạn sẽ mở khóa lên thôi. Với cái dòng SH1 đời mới này thì các bạn khi mở khóa thì đèn nó sẽ sáng luôn. Đây các bạn nhìn nhá, mình mở khóa này, các bạn thấy chưa, là đèn nó sẽ sáng luôn như vậy. Thì các bạn nên chiếu ánh sáng nó vào một cái bức tường thì để các bạn có thể nhìn thấy ánh sáng rõ hơn. Một cái mẹo nho nhỏ là các bạn nên bật ở cái chế độ đèn pha nhé. Thì dòng Honda này nó rất là hay, khi các bạn bật đèn pha ấy, thì nó sẽ sáng cả bóng pha, tức là cái bóng chiếu xa và bóng chiếu gần, còn khi các bạn bật cốt ấy, thì nó chỉ sáng bóng chiếu gần thôi. Đấy, thì lời khuyên của mình là các bạn bật luôn đèn pha để cho nó ánh sáng nó rõ, để các bạn điều chỉnh nó dễ, để chúng ta dọi vào tường như mình mẫu mình đang dọi vào cái tủ đấy các bạn. Về cái vị trí để chúng ta điều chỉnh ấy, thì thằng SH1 này nó hơi đặc biệt hơn một chút, là cái con ốc điều chỉnh nó không nằm ở ngoài mà nó nằm ở trong. Thì các bạn ở phần bên trái của xe nhé, ở phần bên trái của xe, tức là mình đang cầm ở bên tay lái bên trái này các bạn này, thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ hơi cúi xuống và các bạn nhìn ở phần tay lái này, nó có một cái lỗ tròn tròn ở đây các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, thì cái lỗ đấy chính là cái lỗ để chúng ta đưa cái tua lô vít này vào để các bạn có thể xoáy được. Và nếu như mà cứ như thế này để mình chia sẻ với các bạn, để các bạn tự điều chỉnh, để các bạn chọc vào, các bạn tự lần mò vào con ốc để các bạn xoáy, thì nó sẽ rất là khó. Vì vậy mà mình sẽ tháo hẳn cái đầu đấy ra để mình chỉ cho các bạn xem là nó điều chỉnh như nào, cái nguyên lý và cái phương hướng để các bạn chọc cái tua lô vít nó vào như nào nhá. Cho những bạn nào mà muốn điều chỉnh ý, thì các bạn sẽ cần tháo hai con ốc của hai bên này, bên này một con và bên kia một con. Ở trên đầu này nữa các bạn ạ, chỗ lắp cái gương này cũng một con nữa. Đấy, thì là hai con ở trên và hai con ở dưới, thì khi các bạn tháo ra thì các bạn có thể cậy được cái đèn pha đấy ra. Ở đây sẽ có một cái nẫy nhựa, ở dưới chỗ này cũng có một cái nẫy nhựa. Đấy, thì các bạn cần phải lựa rồi chúng ta bẩy cái pha đèn lên phía trên. Thì không có ai cầm máy quay cho mình, thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn, cho những bạn nào muốn tháo ra nhé.
Đây, mình đã tháo rời cái cụm đèn pha này ra để mình chia sẻ cho các bạn, cho nó các bạn dễ hiểu, các bạn dễ hình dung. Các bạn ơi, các bạn có thấy đây cái lỗ mà mình vừa chia sẻ cho các bạn thì chúng ta đút tua lô vít vào không? Thì các bạn nhìn ở trong cái pha đèn này nhá, nó sẽ có cái rãnh để cho cái tua lô vít đút vào, các bạn thấy không? Và ở đây nó sẽ có một con ốc để mình lấy luôn cái tua lô vít. Mình chia sẻ với các bạn luôn thì nó dễ hơn. Đây các bạn ơi, ví dụ nhá, chúng ta sẽ cái pha đèn làm như này đúng không? Đấy thì cái chỗ lỗ đút ốc nha, thì mình cứ ngửa lên để các bạn dễ nhìn nhá. Chúng ta sẽ cho cái tua lô vít vào, và ở trên cái pha đèn này nó đã có cái rãnh này để chúng ta đưa tua lô vít vào. Và các bạn thấy rằng là ở trên đây nó có một con ốc màu đen. Đấy thì ở đây nó sẽ có những cái răng cưa, những cái rãnh ở trên con ốc này các bạn này. Đấy, khả năng là nhìn nghiêng như này thì các bạn hơi khó nhìn một chút, nhưng các bạn có thể hiểu đơn giản là cái tua lô vít này khi mà chọc qua cái rãnh này nó sẽ khớp với các cái rãnh trên con ốc, trên cái răng cưa trên con ốc ấy. Thì các bạn chỉ việc khi mà đưa khớp vào như này rồi, đây các bạn nhìn thấy cái chiều đưa tua lô vít qua cái đèn pha nó như này. Đây các bạn có thể nhìn cái hướng của cái tua lô vít đấy, để các bạn có thể lựa mà tự chọc vào. Thì khi các bạn lựa chọc vào đúng cái rãnh định vị này của nó rồi, thì các bạn đưa kịch cái tua lô vít này vào, rồi lúc đấy chúng ta sẽ xoáy. Thì mình để mà chia sẻ cho các bạn dễ hiểu và dễ nhìn nhất thì mình đã tháo được cái pha đèn này ra đấy, chứ còn bình thường các bạn không cần phải tháo nhé, các bạn không cần phải tháo đâu, chứ các bạn cứ đưa nó vào cái qua cái lỗ này và nó có cái rãnh định vị ở trong này rồi đấy, thì cùng chúng ta sẽ lựa, chúng ta đưa vào rồi chúng ta xoáy thôi. Đấy thì vừa rồi mình tháo ra để cho mình chia sẻ với các bạn, để các bạn hình dung với cả các bạn nhìn xem là cái nguyên lý xoáy cái ốc này nó như nào. Giờ thì mình lại gá cái đèn pha đấy vào rồi, mình lắp vào rồi để mình chia sẻ với các bạn nhé. Thì quay lại trở lại câu chuyện là chúng ta sẽ cho cái tua lô vít này vào con ốc đúng không? Đấy thì các bạn đưa cái tua lô vít đấy làm sao mà để lựa để cho nó vào đúng cái răng cưa mà mình vừa chia sẻ vừa rồi. Đây để mình chèn cái hình ảnh vào bên góc màn hình nhé. Đấy các bạn sẽ cho cái tua lô vít này vào. Đấy làm sao mà nó sẽ đi theo cái rãnh đấy, và cái tua lô vít nó sẽ chọc được vào cái con ốc mà có răng cưa đấy các bạn ạ. Rồi thì bây giờ để mà điều chỉnh thì các bạn sẽ xoáy cái tua lô vít này. Thì các bạn muốn cho cái đèn pha nó lên trên cao, các bạn sẽ xoáy tua lô vít theo chiều ngược chiều kim đồng hồ như thế này. Đấy, các bạn xoáy tua lô vít ngược chiều kim đồng hồ nha, để chỉnh cái đèn pha nó chiếu lên cao, tức là chiếu ra xa. Và ngược lại các bạn xoáy cùng chiều kim đồng hồ như này, để các bạn chỉnh đèn pha xuống dưới thấp các bạn ạ. Khi xoáy các bạn cần chú ý là chúng ta phải xoáy nó cẩn thận nhé, chúng ta xoáy lựa nó hẳn hoi, chứ các bạn đừng xoáy nó lỏng là lỏng lẻo cái tua lô vít này, thì nó sẽ trượt ra khỏi cái răng cưa đấy các bạn. Cái tua lô vít nó sẽ trượt ra khỏi con ốc đấy, thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó sẽ hơi khó. Và khi các bạn xoáy mà nó đến một cái điểm các bạn điều chỉnh nó lên trên hết này, thì các bạn sẽ thấy nó hơi có trở lực một chút, thì các bạn đừng cố điều chỉnh nhé. Thì đấy là cái điểm giới hạn của cái chỉnh độ cao thấp của đèn pha đấy. Các bạn mà xoáy kịch lên trên, các bạn thấy nó hơi nặng, hơi có trở lực, thì các bạn thôi đừng cố xoáy nữa nhé, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái con ốc của cái điều chỉnh đèn pha đấy. Đấy, xoáy kịch xuống dưới, xoáy kịch lên trên mà nó nặng quá thì các bạn không nên điều chỉnh. Khi mà điều chỉnh cái đèn này thì các bạn cần phải xoay cổ lái nó kịch về bên trái nha, thì các bạn mới có cái không gian để chúng ta đút tua lô vít này vào. Đấy các bạn thấy không? Chứ nếu mà các bạn để nó thẳng như này thì các bạn sẽ không có cái không gian để đút tua lô vít này vào các bạn ạ. Vì vậy mà mỗi lần các bạn điều chỉnh ấy thì các bạn điều chỉnh từng chút một, sau đó các bạn lại xoay cổ lái thẳng ra để các bạn xem là cái ánh sáng ấy nó đã phù hợp với các bạn chưa? Các bạn đã chỉnh phù hợp với nó lên cao theo ý của các bạn chưa, hoặc là xuống thấp theo ý các bạn chưa? Đấy thì các bạn cứ điều chỉnh từng chút một, chúng ta sẽ xoay ra để nhìn cái ánh sáng nó chiếu vào tường cho nó thẳng tay lái. Còn khi chúng ta muốn điều chỉnh, các bạn lại xoay kịch tay lái về bên trái như này, rồi chúng ta lại đưa tua lô vít vào. Thì như vậy các bạn sẽ có cái không gian để các bạn xoáy và điều chỉnh nó dễ dàng hơn. Bạn nào mà không thể điều chỉnh được bằng cái tua lô vít ấy, mà các bạn muốn tháo hẳn cái pha đèn ra như mình vừa chia sẻ, thì các bạn có thể dùng cái cà lê 10. Các bạn dùng cái cà lê 10 theo cái xe này cũng được đấy, các bạn thấy không? Thì bởi vì cái con ốc chỉnh cái pha đèn này này, đấy nó cũng là con ốc 10, thì các bạn sẽ tháo ra, các bạn điều chỉnh bằng cái cà lê 10 này. Các bạn chỉ việc cho cái cà lê 10 này vào khớp với cái con ốc 10 này là được. Thì lúc này chúng ta sẽ xoáy như sau nhá. Lúc nãy các bạn xoáy ngược chiều kim đồng hồ cái tua lô vít để cho pha đèn lên cao đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng cái cà lê 10 này thì các bạn sẽ xoáy cùng chiều với kim đồng hồ. Xoáy như này, các bạn nhìn mình làm mẫu này. Đấy, xoáy như này để cho pha đèn lên cao. Đấy các bạn ạ. À, chúng ta sẽ xoáy cùng chiều kim đồng hồ như thế này để chúng ta điều chỉnh ánh sáng lên cao. Và đơn giản lắm, ngược lại chúng ta sẽ xoáy ngược chiều kim đồng hồ để chỉnh pha đèn xuống thấp. Như thế này thì nó sẽ rất dễ dàng, chúng ta điều chỉnh nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng có điều là các bạn phải tháo cái pha đèn ra thì nó sẽ hơi mất công hơn một chút. Ok, vừa rồi thì mình có chia sẻ với các bạn cách để các bạn điều chỉnh cái độ cao thấp, tức là độ chiếu xa chiếu gần của ánh sáng đèn pha thằng SH1 2020 đến 2023. Các bạn có thể hiểu đơn giản nó là dòng xe được trang bị đèn LED như này nhá. Vừa rồi thì mình cũng chia sẻ là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái tua lô vít này để chọc qua cái lỗ này, để các bạn có thể xoáy được con ốc điều chỉnh cái độ cao thấp đèn pha. Hoặc là như bạn nào khó thì các bạn có thể tháo cả cái đèn pha ra để sử dụng cái cà lê 10 để chúng ta xoáy con ốc đấy.
Việc chúng ta sử dụng tua lô vít để chúng ta chọc vào cái lỗ để điều chỉnh ấy, thì các bạn xem qua video của mình có vẻ là nó hơi khó một chút thôi, nhưng thực tế ra các bạn nhìn ngoài đời thật nó rất là dễ. Và nếu như bạn nào mà khó nhìn quá, các bạn không nhìn được cái rãnh, thì các bạn đút đút tua lô vít qua cái lỗ này, các bạn không nhìn được cái rãnh ở trong ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể lấy cái đèn pin các bạn soi vào để các bạn có thể nhìn thấy cái hướng, cái rãnh định vị để các bạn chọc cái tua lô vít vào cho nó dễ. Còn nếu như mà các bạn làm không quen ấy, thì mình cứ vẫn khuyên các bạn là lên đi đâu thầy dầu thầy mỡ tiện, thì các bạn cứ ra tiệm ấy, ra quán ấy, người ta sẽ điều chỉnh cho, rất là đơn giản thôi. Ok, video này mình xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn có bất kỳ thông tin nào muốn chia sẻ với mọi người hay có góp ý nào với mình thì nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Đừng quên ấn một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.